cái máu đam mê bóng bàn là tự nhiên là có vô trong dòng máu rồi, mình yêu quá cái bóng nó chạy vô máu rồi, chỉ có cốc cốc là sướng rồi, cứ nghe nhắm lỗ tai bóc 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 là đã rồi. Ok ghê thôi. Hồi nhỏ còn sơn mê rồi, hồi lớp 4, lớp 5 bắt đầu để dành tiền mẹ đi mấy 4-5 cây số, 5 cây số đi bộ buổi sáng, mà coi như là mẹ cho tiền xôi, hồi giờ phát hình như mấy trăm tiền xôi gì đó, hồi không nhớ năm hào gì. Thì Ngọc Sơn để dành, thì Ngọc Sơn đến đó thuê bàn, đánh với ông chủ bàn, anh Hiệp. Mà khi mình mua một tiếng hồ, anh tặng thêm tiếng nữa, anh em đánh với nhau, vui lắm. Không phải đấu tại đây, anh sẽ lên tận báo thanh niên, anh không thách đấu với em. Vậy là anh em mình quyết đấu.